Ok anh em nhá, quay chi tiết chậm cho anh em nhìn này. Đây là hai cuốn băng cối đặc biệt, thời lượng 2-3 tiếng, nó thậm chí còn hơn cả băng 10. Thì em đã biên soạn tuyển chọn những bài hay nhất của cả cái cuốn băng cối khác nhau để đưa vào đây thành một cuốn tổng hợp. Đây ạ. Chế Linh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Hương Lan, Duy Khánh, Trường Vũ, Thiên Trang, quá đặc biệt. Mặt A em phối những ca khúc chọn lọc này với mặt A là Duy Khánh, Phương Dung, Thái Châu, Hòa My, Thanh Thúy. Đấy, bản chất đây là những cuốn em tuyển chọn quá đặc biệt luôn. Và đây là mặt A của cuốn thứ hai, 18 ca khúc, chọn từng bài một ở trong những cuốn hay nhất là em chọn ở đây rồi. Mặt B đây, mặt B em lại cho tứ đại danh ca Chỉ Đinh, Thanh Tuyền, Phương Dung, Tuấn Vũ. Đấy, đây là hai quyển trong đấy, cực kỳ chọn lọc cho anh em mua. Đấy, mua một cuốn đặc biệt như thế này mà nó được như thế này đấy anh em này. Đấy, anh em nào thích băng đặc biệt làm combo hai cuốn này đi. Hai cuốn này nghe cho đã. Một cuốn này là tương đương với hơn 30 bài rồi, là tầm ngang ngửa 3 tiếng như băng 10, mà giá tiền thì bằng nửa băng 10. Đấy, anh em chơi cả cái băng 7 thì nên chơi những cuốn đặc biệt này để trải nghiệm nhá. Anh em để trải nghiệm nhá. Để trải nghiệm, mời anh em để trải nghiệm, để trải nghiệm những cuốn băng 7 đặc biệt mà nhiều bài như này nha. Nhiều bài anh em nha, bằng chất lượng, bảo hành cho đời. Anh em hai cuốn này là xuất sắc rồi đấy. Hai cuốn này là xuất sắc, anh em chốt hai cuốn này nhanh lẹ nha, bằng nửa tiền bằng 10 thôi. Đấy, anh em mà có thể mua một cuốn cũng được, mà không thì mua hai cuốn đi cho nó rẻ. Em bán combo cho anh em hai cuốn, còn lẻ một cuốn cũng được. Băng bên em là bằng một cái cuốn đặc biệt này là gấp 2, gấp 3 lần băng bình thường. Cho nên anh em cứ mua mà trải nghiệm là biết được nhá. Quá chất luôn. Thật sự là quá chất. Quá chất luôn. Ok.